Xin mến chào tất cả các bác nhé. Ngày nay thì em sẽ chia sẻ một số điều hay trên cái con code của bên em, đó là con FIR 408 anh em nhé. Đây chính là cái con này. FIR 408 này, con này cũng đã đánh pre-show rồi anh em nhé. Hiện tại đang dùng hai con, một con đánh full, một con đánh súp. Thì với cái con 408 FIR này thì em đã video nội thất rồi cho anh em xem rồi đúng không? Nội thất của nó khá là chất. Nó sử dụng chip giải mã của ESS của Mỹ anh em nhé. Và tất cả tụ của nó là tụ Ela. Thêm nữa là nó có lọc nguồn đầu vào, và những cái chip IC của nó cực kỳ chất lượng anh em nhé. Đây, bộ giải mã cực kỳ chất lượng. Thì với cái con này thì giá cũng rất là hấp dẫn anh em nhé. Giá hiện tại là 10 triệu. Và với giá 10 triệu thì nó có những cái gì hay? Trên này thì nó, con này thì tất nhiên với tầm giá này thì nó có FIR rồi anh em nhé. Đấy, FIR đây. Đầy đủ luôn cho anh em. Và thêm một cái nữa là con này có thể nắn được phây anh em nhé. Nắn được phây. Đó, nắn được phây tức là ví dụ nhé. Đây, cho anh em xem. Đó, em sẽ đây thì em sẽ bay bát đi. Đây là em đã sử dụng rồi, bay bát nhé. Thì cái phây loa nó sẽ như này, nó không không đồng phây anh em nhé. Đó, có nghĩa là loa chép với loa bát nó chưa giao thoa, nó chưa đẹp anh em ạ. Đó, và chỉ cần một nút ấn thôi. Đó, tắt bay bát đi, tự động nối lại pha anh em nhé. Đó, ok chưa? Đó, anh em thấy rất là hiệu quả đúng không ạ? Đây, bay bát. Đó, bay bát anh em nhé. Đấy, phây. Cái phây này nó rất quan trọng anh em nhé. Đó, ok chưa? Đó, khi chúng ta tắt bay bát thì anh em nhìn lại bên này. Đó, chất chưa? Đó, nối. Rất đẹp, phây này là rất là đẹp. Đó anh em nhé. Còn đâu tất cả đáp tuyến là em chưa can thiệp một chút nào anh em nhé. Đáp tuyến là em không can thiệp luôn. Đó, cái con này có nắn được phây luôn anh em nhé. Nắn được phây luôn. Phải nói là cực kỳ là mạnh. Đó, chỉ cần đây, buông ra bài bát anh em nhìn. Đó, như này thì nhìn nó rất là xấu đúng không? Này thật ra thì cũng rất ok. Đó, rất là ok, lời đi trước chép theo sau. Đó, đúng không? Nhìn đây, bài bát ok chưa? Đó, cho anh em xem, rất ổn áp luôn anh em nhé. Đó, thì con này thì nó có nhiều chức năng hay lắm. Đó, nhiều, rất nhiều chức năng hay. View này. Đó, view FIR. Đó, on FIR này. Đó, rất là nhiều cái hay anh em nhé. Đó, thì anh em có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đó, con này là chuyên hàng cao cấp, đi sự kiện cao cấp rồi. Đó, bên em đánh demo khá là nhiều nên anh em yên tâm nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Chào tất cả anh em ạ, chia sẻ với anh em một chút như vậy. Chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.